Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong năm 2021. Hoan hỷ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trên chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả, nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về quẻ luận tình duyên, công danh sự nghiệp, cũng như các thông tin liên quan đến bản mệnh tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong năm mới 2021 Tân Sửu này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi năm 2021 của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 dự đoán bạn sẽ phải chịu đựng những tiếng lạ, tranh chấp, sự nghiệp thì bị hư hỏng, cản trở may mắn trong việc kiếm tiền và nhiều bệnh tật hoặc thảm họa. Đặc biệt, sự nghiệp tài lộc của bạn sẽ suy giảm rất nhiều do tác động của những ngôi sao khắc kỵ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Bạn sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách, dù trong công việc hay cuộc sống, và nên hợp tác sức mạnh của mình để đối mặt với những khó khăn tích cực trong năm nay. Tử vi năm 2021 dự đoán rằng bất cứ điều gì bạn làm năm ngoái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năm nay. Bạn sẽ tiếp tục làm việc trên tất cả mọi thứ mà bạn đang làm vào năm ngoái, nhưng cần phải nhận thức rõ hơn về những gì đang làm. Cần phải tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình nếu muốn hoàn thành chúng. Có thể sẽ giành được tiến bộ bằng cách không làm gì cả, cố gắng học hỏi nhiều hơn vào năm Tân Sửu 2021, luôn cố gắng cải thiện bản thân bằng cách này hay cách khác. Năm 2021, Mậu Dần sinh năm 1998, đào hoa có phần khởi sắc, tài lộc hanh thông, sự nghiệp cũng có bước tăng tiến, nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe của mệnh chủ trong năm Tân Sửu cũng không được tốt, dễ mắc các bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Tân Sửu, tuế can Tân Kim lộ xuất chính quan, sửu thổ tọa tại chính ấn. Ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho mệnh chủ phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên, tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp cho tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành, thi cử, ứng tuyển, xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra, mệnh chủ có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của bản thân. Theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế, sửu thổ và Mậu Dần sinh năm 1998 phạm phải cục diện tương hình, nên trong năm cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng hề dễ dàng, nhưng vẫn cần phải có sự thỏa thuận. Nếu không được thỏa hiệp từ trước thì hậu quả sẽ thực sự khôn lường, có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2021 của tuổi Mậu Dần sinh năm 98 cho thấy bản mệnh dễ tìm được cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu mệnh chủ đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh, gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà Mậu Dần sinh năm 98 đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến mệnh chủ nữa. Trong năm hung tinh, dễ để mệnh chủ vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu nhiều thương tật, phá tài hao của.
Năm 2021 thì Mậu Dần cần phải lưu ý, làm gì tốt nhất cũng cần phải tuân theo quy định pháp luật. Dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần phải kiểm soát bản thân cho tốt, chớ để dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được. Cũng không ai có thể cứu được mệnh chủ thoát khỏi tai ương. Sửu thổ cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế đến những nơi ẩm ướt, âm u, tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời quý thần tam hợp hóa giải hạn thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, giúp cho mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 tài lộc vượng tiến trọn đời. Dự đoán tử vi của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Bước sang năm Tân Sửu 2021, tuổi Mậu Dần vận thế không tồi, có nhiều cơ hội đến với mình. Chỉ cần nắm giữ cơ hội là có thể xoay chuyển được vận mệnh. Nếu có lời gặp khó khăn thì hãy lắng nghe lời khuyên từ các những người đi trước để cân nhắc và đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đừng vội vàng mạo hiểm, đầu tư tài chính nếu không có một khoản tiền tích lũy không nhỏ. Nếu biết cách lấy ưu điểm của người khác để bù đắp cho khuyết điểm của mình, tìm cách hợp tác cùng phát triển, giúp lợi nhuận đạt được mức cao nhất. Trong chuyện tình cảm thì Mậu Dần sinh năm 1998, nếu còn độc thân, vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong cảnh chăn đôi gớn chiếc. Hãy lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người. Nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thổ thổ tương hợp nên mệnh chủ cần chú ý đến bệnh liên quan tới gan, mật và xương cốt nhiều hơn nữa. Nam mệnh 24 tuổi, vân hán chiếu mệnh, cần hành sự cẩn thận, đừng xung phong đứng đầu kẻo dính thị phi, tai bay vạ gió. Nữ mệnh 24 tuổi, gặp la hầu chiếu mệnh, cần chú ý những việc sảy thai, khó sinh, chú ý điều chỉnh cảm xúc. Về sự nghiệp của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 vào năm Tân Sửu. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Mậu Dần 1998, Tân Kim lộ xuất chính quan, thái tuế sửu thổ tọa tại thiên ấn. Đây là điềm bảo trong năm, bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái tuế thiên ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành sự nghiệp của Mậu Dần 1998. Quan ấn tương sinh, chủ về lợi cho học hành thi cử, lấy bằng cấp, chứng chỉ, xin việc, chuyển việc cũng sẽ được như ý. Khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Cơ hội đến không ít, nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm thái tuế mang đào hoa, nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu. Cũng có thể chính bản mệnh chủ lợi dụng những quy tắc có kẽ hở để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó, nhưng về lâu dài thì để lại hậu quả khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định của pháp luật đề ra để được bình an. Đồng thời, luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời các khí, quý thần, từ đó giúp cho công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến, bền vững. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 vào năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý vào tháng Bính Thân, dương lịch từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, tức từ 1 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào những tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà.
nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến cả những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 vào năm Tân Sửu. Những mệnh chủ tuổi Mậu Dần năm nay gặp tai sát nên xuất hiện nhiều mối nguy. Ngoài việc thu nhập không ổn định, còn có nhiều khoản chi ngoài ý muốn. Kiếm tiền cơ bản có thể duy trì được và số dư nhỏ. Tài vận thất thường, tài đến rồi lại đi. Kinh doanh chủ yếu nên biết điểm dừng, không phù hợp với việc đầu tư lớn hoặc mở rộng quy mô. Nếu như có cơ hội đầu tư, nên phân tích kỹ, chú trọng nhiều hơn vào khâu chuẩn bị và giấy tờ. Đối với những cơ hội kinh doanh mà người khác giới thiệu cho mình thì nên thận trọng, không được mù quáng đầu tư. Ngoài ra, còn phải chú trọng các khoản tiền, lập kế hoạch hợp lý. Tài vận của mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 năm nay tốt nhất là nên chăm chỉ, lấy công làm lãi sẽ tốt nhất. Vận thế tài lộc không được đắc, không có các tình giúp đỡ, thay vào đó là phải cảnh giác mối nguy hiểm phá tài từ hung tinh quan sách và ngũ hoàng gây ra. Vì vậy mà năm nay không nên đầu tư lớn hoặc không nên thử thách các mối đầu tư vốn ít lời. Chăm chỉ làm ăn, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nếu như muốn ổn định thì tài vận nên dùng vòng tam hợp quý nhân và bát bảo tâm kinh. Hai vật phẩm này kết hợp có thể tăng cường tài vận cho mệnh chủ. Tình duyên của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 vào năm Tân Sửu. Bước vào năm Tân Sửu 2021 thì Thái Tuế trợ đào hoa, hồng loan cát tinh nhập mệnh mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Tân Kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Mệnh chủ dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh thực tế nhưng khá tâm lý, biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song Mậu Dần sinh năm 1998 nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm chỉ đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng, giữ gìn trong tay, có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi, có cặp thì đây có thể là một dấu hiệu dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, có thể sa ngã đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu sự thiệt thòi lớn. Để tăng cường nhân duyên, tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó có cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra, đối với nữ mệnh thì cần sử dụng thêm mặt dây chuyền hồ ly để kích hoạt cung nhân duyên, giúp tăng cường sự hấp dẫn với người khác phái. Sức khỏe của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 vào năm Tân Sửu. Những mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 98 do năm nay tai sát nhập mệnh nên sức khỏe giảm sút. Nếu có định chuyển nhà, động thổ đều phải chọn ngày giờ và hướng cho chuẩn xác, không thể tùy ý chọn, nếu không dễ động thái tuế làm cho sức khỏe giảm sút. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, ngăn ngừa trước khi chúng đến. Mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, năm nay khi mà lái xe nhất định phải chú ý an toàn, không nên vi phạm luật giao thông, tránh trường hợp lái xe trong mệt mỏi, nếu không sẽ gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn. Đừng quên luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn tai sát của mình. Năm nay, thái tuế ảnh hưởng bởi thốt bạo, sức đề kháng dễ sa sút, nhiều bệnh tật, áp lực, giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng. Cùng với đó, ngũ hoàng đại sát tinh chủ về tai nạn đổ máu, tai nạn bất ngờ, hung họa lớn tới sức khỏe của mệnh chủ. Nếu chú ý về điều hòa sinh hoạt và công việc sẽ tốt hơn cho sức khỏe, do vậy mà năm nay mệnh chủ cần phải sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tình hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng.
đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Mậu Dần nam mạng, sao Văn Hán chiếu mệnh. Sao Văn Hán chiếu mạng, đàn ông hay đàn bà mà gặp sao này, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam thì gặp tai tinh, bị kiện thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do vậy mà bị sao Văn Hán chiếu mệnh cần cẩn trọng trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến những kiện tụng cò bót. Mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nam mạng năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về sức khỏe tâm lý. Đối với sao này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, hiểu lầm, cãi cọ, dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa, kiện cáo và thậm chí là phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức và đơn vị. Người gặp hạn thiên la thì cần phải đề phòng cảnh vợ chồng cãi vã, ghen tuông vô cớ. Cho nên chuyện nhỏ hóa lớn dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Sao chiếu mệnh năm 2021, Tân Sửu của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng riêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh, sự nghiệp. Sao chiếu mệnh năm 2021 của nam mạng Tân Sửu sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương xấu hay tốt còn tùy thuộc vào đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương thì có hai đối tượng cần phải lo lắng, mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang thai và người bị đau bệnh. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì đây là một năm tuyệt vời. Nếu không mắc phải bệnh tật hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Mậu thuộc hành thổ mà hổ đất thì bao giờ cũng thực tế hơn so với những mẫu Mậu Dần sinh năm 1998 khác. Những người sinh năm 98 thì luôn đề cao danh dự và làm việc một cách từ tốn. Hành thổ mang đến cho con giáp này sự tập trung cao, họ luôn là những nhân viên đáng tin cậy nhất, sống có tinh thần tổ chức cao và biết tích lũy cho tương lai. Mậu Dần được coi là những kẻ nghiện làm việc, lúc nào cũng lao động vô cùng chăm chỉ. Trước khi làm bất cứ việc gì, họ luôn tỉnh táo đề ra những mục tiêu cho bản thân mình. Từ từ, từng bước vươn đến mục tiêu, không cho phép bản thân lười biếng hay là từ bỏ trách nhiệm. Tuổi Mậu Dần có một ưu điểm nữa, chính là có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc. Ngoài những tuổi này thì cũng không ngần ngại đấu tranh cho lẽ phải. Với lối suy nghĩ độc lập nên họ thể hiện sự tự tin của bản thân mình từ rất sớm nếu như nhận được sự khuyến khích của những người xung quanh. Người sinh năm 1998 là những đồng minh đáng tin cậy nhất, họ luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bè. Nếu là bạn đời thì luôn tỏ ra dễ chịu hơn các Mậu Dần sinh năm khác và quan trọng là biết cân nhắc hậu quả trước khi hành động. Có thể sẽ có đầy đủ hạnh phúc gia đình, tiền bạc dư giả, dồi dào khi bước qua tuổi 30. Thời kỳ tiền vận có nhiều vất vả, lắm gian nan để có thể tồn tại trong cuộc sống. Phải sang trung vận mới có thêm cơ hội tạo dựng sự nghiệp, hậu vận sẽ được hưởng an nhàn. Cuộc sống của nam giới tuổi Mậu Dần có nhiều lao đao, tuổi nhỏ không gặp được nhiều may mắn, con đường công danh sự nghiệp thường hay lên xuống thất thường. Có thói quen cam chịu cảnh ngang trái với cuộc đời, không bao giờ có sự lo nghĩ mọi chuyện cho vẹn toàn. Nam giới tuổi Mậu Dần thường hay sao động và có nhiều việc làm cho tâm trí thêm lo buồn. Cuộc đời có thể tìm được một sự nghiệp vững vàng ở tuổi 36 trở đi. Từ 29 cho đến 35 tuổi, số tuổi còn nhiều lao đao, lo nghĩ, cuộc đời chưa hẳn làm được việc gì khả dĩ lên cao được. Cho nên tuổi 29 số có nhiều đau buồn. Tuổi 30 và 31 đỡ khổ hơn đôi chút, nhưng năm 31 tuổi gặp nhiều sự buồn phiền về gia cảnh, tâm não, công danh có phần tiến triển đôi chút.
từ 31 cho đến 33 tuổi không được hoàn toàn êm đẹp, sẽ phải ở một trong tình trạng đau khổ nhất, buồn bã nhất, có thể không đem lại cho cuộc đời nhiều việc may mắn hơn. Từ 34 cho đến 35 tuổi số lên cao. 2 năm này bạn làm ăn phát đạt, tiền bạc dư giả, công việc có tiến triển lên cao. Từ 36 cho đến 40 tuổi. Tuổi 36 gặp nhiều may mắn nhưng cũng có lúc sẽ đau buồn nhiều. Nói chung đều ở trong tình trạng phát triển mạnh mẽ về tài lộc cũng như là tình cảm. Tuổi 37 và 38 sự nghiệp khá vững vàng, sẽ có nhiều điều may mắn hơn nữa trong việc làm ăn, gia đình hạnh phúc, yên vui, không có nhiều xáo động. Năm 39 và 40 tuổi, hy vọng thành công, hoàn toàn về gia đạo, sự nghiệp tiền tài, có thể phát triển được nhiều công việc làm ăn, cũng như là khía cạnh tình cảm. 2 năm này khá tốt đẹp trong cuộc đời, làm gì được nấy, có thể hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Từ 41 cho đến 45 tuổi. Năm 41 tuổi gặp sao hạn nặng, cuộc đời có nhiều thay đổi, làm ăn trở ngại lớn nên cẩn thận làm ăn hay là lo công việc làm ăn thì mới thành công. Năm 42 và 43 tuổi tình trạng bình thường, không có sôi động, thất bại gì cả, chỉ ở mức độ trung bình mà thôi nên thận trọng trong việc giao dịch hay là giao thương thì tốt. Từ 44 cho đến 45 tuổi thận trọng, kẻo gặp tai nạn. 2 năm này có hao tán tuần của, việc gia đạo không được đẹp và trọn vẹn cho lắm, cần đề phòng tai nạn vào năm 44 tuổi. Năm 45 thì qua khỏi được chút nhưng cũng không được tốt lắm. Từ 46 cho đến 50 tuổi và suốt cuộc đời. Tuổi 46 không có gì đáng gọi là may mắn, nhưng năm này lại có hoạch tài, có chút về tài lộc, cẩn thận trong việc giao dịch thì tốt hơn. Tuổi 47 và 48 và đến hết cuộc đời, công danh sự nghiệp gia đạo chỉ ở mức độ trung bình mà thôi, không lên cao và cũng không có hao hụt nhiều về tiền bạc. Công việc vẫn điều hòa, càng xuất phát bao nhiêu thì lại càng thu về lợi nhuận bấy nhiêu. Đừng nên phung phí tiền bạc một cách vô ích, nên cẩn thận cho thân thể. Con cái thường hay đau bệnh, thuyên chuyển, thay đổi, làm ăn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung là vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.